Bà chủ Việt đầu tiên lọt top Forbes 30 Slovakia nhờ kinh doanh đặc sản quê hương, thần thái giống người mẫu còn học phấn tựa thần đồng. Tạp chí Forbes đưa tin, Lucia Thảo Hương Simic Over, tên Việt là Vũ Thảo Hương 27 tuổi, là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên được vinh danh trong top Forbes 30 Slovakia. Cô nàng hiện đang sinh sống tại thành phố Bratislava này, trở nên nổi tiếng nhờ việc kinh doanh hệ thống nhà hàng phở trên đất khách quê người. Cũng theo trang này cho biết thêm, chỉ trong 2 năm hoạt động, doanh thu của nhà hàng phở đạt 3,4 triệu USD, 78,88 tỷ đồng. Nếu so với giá tiền của mỗi tô phở tại Việt Nam, thì cũng đủ hiểu nhà hàng này 2 năm tiếp biết bao vị khách ghé thăm, đó là một con số khổng lồ. Cũng bởi khả năng kinh doanh xuất chúng, mà danh sách những người tiêu biểu dưới 30 tuổi đã gọi tên Lucia Thảo Hương Simic Over. Nhà hàng phở được mở ra từ tháng 6 năm 2017. Ban đầu nó là một địa chỉ để người dân Slovakia biết tới, có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam. Sau này, khi tình hình kinh doanh phát triển hơn, phở còn là Thảo Hương giúp đỡ chính đồng hương. Bằng chứng là nhà hàng có 50 nhân viên thì tới ngày 2 tháng 3 là người Việt. Các món ăn quen thuộc của nhà hàng phở được cô gái trẻ dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chuẩn bị. Ví dụ như phở bò, phở gà, bún bò Nam Bộ hay gỏi xoài, quá trình ninh nước lèo của nhà hàng phở rất kỹ, bởi chất lượng là yếu tố hàng đầu Thảo Hương nhắm đến. Được biết thêm, anh họ Thảo Hương quê gốc Nam Định hiện đang giữ vai trò bếp trưởng. Do đó, nhà hàng phở càng như được tiếp sức bởi một bàn tay chuẩn vị quê nhà. Thảo Hương cùng chồng bên trái và anh họ bên phải. Mặc dù trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhà hàng phở cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều song Thảo Hương vẫn thận trọng, cố gắng và tính con đường tương lai. Khi Slovakia thực hiện giãn cách xã hội, cô đã cắt giảm chi phí nhà hàng, chuyển hình thức sang order. Thời điểm hiện tại, khi tình hình dịu xuống, Hương muốn mở thêm một cửa hàng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh sau đại dịch. Khi nhìn vào gương mặt Thảo Hương, chắc chắn ai ai cũng đều phải thốt lên các đường nét của cô rất giống với người mẫu chuyên nghiệp. Đặc biệt là đôi mắt sắc luôn nhìn thẳng, thể hiện một ý chí kiên cường, một con người đầy bản lĩnh không sợ khó khăn gian khổ. Có lẽ cũng bởi vậy mà trước đây Thảo Hương từng đoạt danh hiệu hoa khôi người Việt ở Slovakia. Gia đình Thảo Hương thuộc nhóm quốc tịch Việt Nam hiếm hoi trong ngôi làng nên trước đây, cô và người thân hay bị đàm tiếu, gièm pha, phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, chính những lời nói ác ý như đồ hề, lớn lên sẽ bán rẻ lao, mới là động lực để Hương cố gắng hết mình và nhận được vinh quang như ngày hôm nay. Hương cố gắng học thật giỏi vượt qua lời khinh miệt và mơ ước một ngày đặt chân tới Đại học Harvard, Mỹ. Cô bộc lộ sự nổi trội ở môn toán học và từng đoạt giải ba ở nhiều cuộc thi toán dành cho học sinh trung học trong khu vực. Phải khẳng định, tài năng của Thảo Hương được bộc lộ rất nhiều qua con đường học vấn. Năm 2011, cô giành học bổng 35.000 euro của trường quốc tế Anh ngữ Bratislava. Cô thậm chí còn bỏ qua nhiều nơi danh tiếng như Harvard Mỹ hoặc Oxford, Anh để gắn bó với Đại học Sitter chi nhánh Bratislava. Năm 2016, trong thời gian làm việc cho Hyman, một trong các quỹ đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Slovakia, cô nàng 9X sang Anh học thạc sĩ đầu tư bất động sản và tài chính của Đại học Reading. Hiện tại, Hương đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng người chồng dâu dớp và cả hai, cũng có một người con trai. Chính dâu dớp là người luôn đồng hành, ủng hộ Thảo Hương trên chặng đường thành lập, phát triển phở. Chắc chắn trong tương lai, khi Thảo Hương hoàn thành các kế hoạch đề ra, món ăn phở truyền thống của người Việt sẽ được đưa tới bạn bè quốc tế rộng rãi, sâu sắc hơn. Tham khảo Forbes, nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.